Có chim bồ câu kìa. Breakfast car. Hello xin chào các bạn, được đã trở lại một vlog, thứ là vlog ngày thứ hai của cái Hồ Chí Minh City. Mình đúng rồi đấy. Thì mình trước kia là thích là mình đến Hồ Chí Minh để đi một cái không cái festival của YouTube ấy. Ồ, năm tầng mấy rồi? Tầng 12. Yes, rất tuyệt vời. Bacon, cơm rán. Ơ, bố ơi, bây giờ nhận ra mấy con cá kia bị làm sao rồi? Thế kìa, sao nó tư thẳng đứng ấy? Ồ, chết rồi. Nó thật à? Mọi người ơi, cái chỗ chơi game, chỗ YouTube nó ngay chỗ kia kìa. Ngay chỗ kia, nó không phải cái cột đâu. Đấy, nó là cái internet gì gì đấy. Nó không phải cái cột, không phải cái cây. Mọi người ơi, nhìn này, nhìn cái thẻ đi, oh my god. Mình sẽ đi YouTube Gaming Land. Chủ, mình đến từ channel Rook Banana. Thì các bạn có thể gọi mình là chuối, tên channel mình là vậy. Thì channel của mình thì là độ khoảng cũng được 2 năm. Thì cái buổi festival ngày hôm nay á, rất là các bạn giao lưu với nhau. Và bạn nào có gặp khó khăn, thắc mắc gì đó thì các bạn hãy cứ đặt câu hỏi và từ khu vực em mới kinh hộ tên là Sắc Ve, làm được khoảng 2 năm rồi, làm mấy video về pháp rồi. Không biết sao 2 năm làm việc em phát triển được chút, được 30 ca sức với khoảng 16 triệu. Cảm ơn nhé. Quay một tập nữa. Bye bye. Mời bạn. Em xin giới thiệu là tổng thống đây đến từ thành phố Nha Trang. Đây là em phát triển hồ được 130 ngàn. Không có một cách nào. Mình là YouTube thì mình là xem video của Jackie, yeah. Và mình thấy rất là hay nên mình bắt đầu làm. Thì trên đầu của mình được chọn rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu mình tên là Du. Thì sao ta là có là Du em thôi. Thì làm khi về mang ra đi thôi. Cách của mình cũng được 40. Rất vui như là có mặt ở đây ngày hôm nay và rồi, cảm ơn Lương. 2 tháng thì cái tên của mình được 24 thành phố đẹp. Wow. Wow. Chào vào tay cho Vi và con. Hôm nay chào cũng rất là vui vì có mặt của 3 nữ tên thủ ở đây. Thì bình thường thì mình xin nhớ thằng bạn mới ca sức. Wow, quá giỏi. Tên là Huy, tên trên đầu em tên là Huy Đế. Và em đã làm được 3 năm. Em có được 11.000 sub rồi. Chúc mừng em. Em tên là Đức, channel của em là Rocky Cello. Em chơi Minecraft với cả Roblox. Cảm ơn em, Đức thì bay tận từ Hà Nội vào đây để tham gia sự kiện này. Nên là rất là cảm ơn Đức nhé. Mình là Chris, mình mới làm YouTube gần đây. Mình mới thấy hai gần đây là bao nhiêu? Mới được 4 năm nay. 4 năm vậy mày? 4 năm nay. Mình làm channel được 3 năm. Mày hát gaming đúng không? Nhận ra luôn. Ok, thế thì chúng ta cùng tiếp tục một chút. Nói về phát triển nhanh, kênh của mình là làm do thời gian lâu.
nên mình có một số lượng người xem ổn. Thế nên là cách để mà mình giữ cái lượng người xem là gọi là số lượng fan, và cũng như là để tiếp xúc được với fan của mình, thế là thế tất cả mọi thứ đã kết thúc, cái gaming festival kết thúc rồi, và mình rất là vui khi được gặp các YouTuber ở Việt Nam, như kiểu một giấc mơ luôn đấy. Bây giờ đi về nhà thì vlog này cũng là kết thúc rồi. Thì cảm ơn các bạn xem vlog này, và nếu các bạn thích kiểu rút like xuống dưới, nếu các bạn mới thích thì sẽ được vui vẻ, không thể nói được, phải để mắc vui, nhưng mà yeah, hẹn các bạn ở video tiếp theo.